Trong Yên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay tiếp tục, chúng ta sẽ đi về bản tin của Ukraine, đặc biệt là những sự kiện xung quanh với tình hình cuộc chiến đã có những sự biến cố mới, và đặc biệt là gần đây chúng ta nghe lời phát biểu của Putin về đưa ra cái chiến dịch ngoại giao, cái quan điểm ngoại giao của Nga như thế nào. Rồi chúng ta đều biết là Belarus đã chấp nhận vũ khí hạt nhân của Nga và sẵn sàng mở cánh cửa đón mời vũ khí hạt nhân của Nga đến bất cứ lúc nào. Ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta có nhiều sự kiện khác lặt vặt đó đây liên quan đến vấn đề trợ giúp và những hành động của Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ xảy ra nếu có. Trước khi vào những bản tin nóng thì mạn phép cuối tuần, Trung Nguyên chúc cho tất cả các quý vị có một buổi cuối tuần tuyệt vời. Mong là các quý vị có những cái giây phút thoải mái cùng người bạn của mình, cùng người thân của mình, cùng gia đình của mình. Vì cứ vui đi khi cuộc đời nó chưa có phép. Vì tương lai không ai biết được, với cái bối cảnh và cái tình hình khá là phức tạp trong cái cuộc chiến tranh này, nó đã dẫn đến nhiều cái biến cố lo âu mà nó thể nói là đe dọa đến nền kinh tế và đời sống của chúng ta. Và bây giờ, đầu tiên nhất là cho Nguyên cập nhật cái bản tin vui nho nhỏ cho các quý vị biết rằng là Putin đã đánh cược. Thực tế trong cuộc chiến tranh này, Putin đánh cược đó là đánh cược với thời gian. Putin cho rằng là ông ta không nuốt trọn Ukraine một cách dễ dàng từ ban đầu, thì ông ta sẽ đánh cược với thời gian, sự kiên nhẫn của Liên minh châu Âu và NATO. Ông ta cho rằng là cuộc chiến tranh càng kéo dài thì sự giúp đỡ và hỗ trợ của phương Tây sẽ yếu đi và sẽ không còn mặn mà trong những ngày đầu cuộc chiến. Ông ta cho rằng cuộc chiến tranh có thể kéo dài 1 năm, 2 năm thì Ukraine sẽ không còn ai đứng về phía mình. Sự đánh cược của Putin đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì sao Nguyên phải dùng cái chữ hoàn toàn thất bại? Vì sự giúp đỡ của phương Tây càng ngày càng nhiều khi cuộc chiến tranh càng kéo dài. Khi chúng ta thấy lời đe dọa của Putin càng ngày càng mạnh, thì cái sự hỗ trợ của phương Tây càng ngày càng mạnh hơn để mà đáp ứng với sự uy hiếp của Nga. Và các quý vị cũng biết là khi hỗ trợ thì chúng ta phải nói về hai lĩnh vực chính, đó là tiền bạc và vũ khí. Vì không có tiền thì các quý vị sẽ không thể nào điều hành đất nước được. Trong Nguyên chia sẻ bản tin là Ukraine một năm vừa qua với sự tàn phá của bom đạn của Nga, nhưng Ukraine vẫn chưa phải là quốc gia phá sản. Nhưng ngược lại, Nga là cái quốc gia đã phá sản. Cái điều mà chúng ta phải nói là Ukraine vẫn chưa phải là quốc gia phá sản. Với một năm vừa qua, bom đạn tấn công không ngừng, nền kinh tế của họ hoàn toàn bế tắc. Nhưng cái may của Ukraine là họ được sự hỗ trợ. Gần đây nhất thì Ukraine đã đề nghị với cái tổ chức là IMF, hay là tiếng Pháp gọi là FMI, là cái tổ chức mà kêu là tiền tệ quốc tế, trong nguyên mạng phép phiên dịch như vậy. Cái tổ chức này Ukraine đã kiến nghị mượn nợ họ 15 tỷ Mỹ Kim. Sau khi cái đề nghị của Ukraine thì ngày hôm nay phía bên tổ chức IMF họ đã quyết định đồng thuận và họ gửi ngay lập tức 2 tỷ 7 Mỹ Kim cho Ukraine. Có nghĩa là ngày hôm nay là ngày chính thức cái tổ chức liên quan đến vấn đề tiền tệ họ sẽ đồng thuận với cái số nợ mà Ukraine mượn, đó là 15 tỷ, và họ gửi 2 tỷ 7 trước để cho Ukraine. Có nghĩa là ngày hôm nay Ukraine sẽ nhận được 2 tỷ 7. Trong một cái giai đoạn mà đất nước Ukraine phải cần chi phí rất là nhiều vì xã hội Ukraine vẫn còn, cái điều đó là Nguyên rất là nể phục. Các quý vị, đất nước Ukraine đang ở trong một cái giai đoạn mà bom đạn nó nổ từng ngày. Người dân sống dưới cái tiếng còi vang lên và họ sợ hãi. Nhưng xã hội Ukraine họ vẫn có. Cái tuyệt vời là cái chỗ đó. Mỗi lần Ukraine họ kêu sơ tán dân ở những nơi chiến trường nguy hiểm, thí dụ là Kherson bây giờ. Bây giờ những cái nơi mà giao tranh gần cái biên giới giao tranh giữa Ukraine và Nga thì những ngôi nhà mà gần ở nơi đó có thể bị hứng chịu bom đạn của Nga đó, thì chính phủ Ukraine họ kêu người dân hãy rời đi.
thì mỗi lần người dân rời đi như vậy họ phải bồi thường, rồi họ phải kiếm chỗ ăn chỗ ở, rồi thời gian mà chưa có công ăn việc làm thì họ còn phải cung cấp tiền bạc để hỗ trợ cho những người sơ tán. Một cái quốc gia trong có thời gian chiến tranh khốc liệt nhưng vấn đề an ninh xã hội nó vẫn còn, về y tế vẫn còn, về vấn đề trợ giúp điện lực nó vẫn còn, nó thể nói là Ukraine vẫn hoạt động giống như không có chiến tranh. Muốn làm được sự điều đó họ phải cần rất là nhiều tiền. Một tháng họ cần đến 5 tỷ Mỹ Kim, 5 tỷ Mỹ Kim để có thể điều hành đất nước không rớt vào trong trạng thái khó khăn về vấn đề kinh tế. Thì trong thời gian vừa qua họ bán ngũ cốc, họ làm nhiều thứ, họ cũng có nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng nó vẫn không đủ. Nên là cái vấn đề mượn nợ là họ bắt buộc phải cần. Và thời gian vừa qua họ đã từng mượn Mỹ, mượn Pháp, mượn Anh Quốc, mượn Đức, mượn Ý, mượn đủ thứ quốc gia cả các vị. Và bây giờ thì mượn thêm một lần nữa và một lần nữa cái tổ chức IMF. Thì đây là một bản tin vui cho Ukraine. Và bây giờ một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin vui nho nhỏ. Và chúng ta tiếp tục bước vào những bản tin mới. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề tương lai sẽ có sự giúp đỡ đến từ Hoa Kỳ. Một bản tin chưa được xác thực và đã được rò rỉ ra bên ngoài. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Một bản tin được rò rỉ của bên ngoài ở từ tòa nhà Bạch Ốc. Có nghĩa là vào 2 ngày nữa, có nghĩa là ngày 3 tây tháng 4, thì Mỹ có thể công bố cái gói trợ cấp hỗ trợ cho Ukraine 2 tỷ đến 2 tỷ 6. Trung Nguyên nói là bản tin này chưa được xác thực. Người ta kêu là bản tin rò rỉ, có nghĩa là không biết ông bà nào đó nhiều chuyện đó. Ở trong mà tòa Bạch Ốc rồi chính phủ hay là ở trong bộ trưởng bộ quốc phòng rồi đó, nhiều chuyện lẫn nhau rồi tự nhiên tiết lộ ra báo chí. Chứ hiện bây giờ chính phủ của Hoa Kỳ vẫn chưa công bố gì hết. Và họ khẳng định là ngay trăng đúng ngày, có nghĩa là 2 ngày nữa, ngày 3 tây tháng 4, thì Mỹ sẽ có thể công bố cái gói trợ cấp bổ sung cho Ukraine là 2 tỷ đến 2 tỷ 6. Nếu là 2 tỷ 6 thì trong đó nó có gồm hệ thống Khada để bổ sung kèm với những vũ khí đạn dược mà Ukraine đang cần. Thì cái điều này mình chưa có biết rõ cô chú anh chị em, vì cách đây không lâu thì Hoa Kỳ mới vừa, cách đây chưa tới một tuần thì Hoa Kỳ đã mới vừa công bố cái gói trợ cấp cho Ukraine. Và có thể đầu tháng 4 lại có thêm một cái gói trợ cấp 2 tỷ mấy nữa. Thì là một cái điều tốt cho Ukraine nếu có. Điều tốt cho Ukraine nếu có. Nhưng mà các vị cũng biết là cỡ này phong trào tại Mỹ đó, thì có nhiều đảng phái ở tại Mỹ thì họ không muốn cái điều này hỗ trợ Ukraine tiếp tục. Họ không muốn, vì họ cho rằng nền kinh tế của Mỹ đang ở trong một cái trạng thái khó khăn. Đặc biệt là gần đây nhiều nhà băng của Mỹ cũng đã sụp đổ. Và họ cho rằng là cứ chính phủ mà hỗ trợ cho Ukraine nó không ngừng như thế này, nó sẽ làm hao mòn kinh phí của đất nước. Cái vấn đề mà chính quyền có hỗ trợ hay không thì nguyên chưa có chắc. 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ biết là cái bản tin này thật hay giả. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề trợ cấp. Và bây giờ Trung Nguyên chia sẻ với các quý vị cái vấn đề tại sao Belarus họ muốn có vũ khí hạt nhân. Trung Nguyên nhắc là ngày xưa Belarus đã từng có vũ khí hạt nhân, có đủ thứ kích cỡ hết. Belarus và Ukraine là trong những quốc gia thừa hưởng tài sản của khối Liên Xô cũ sụp đổ. Và Belarus cũng giống như Ukraine là những quốc gia đã bị Nga dụ dỗ. Đó, Nga dụ dỗ. Ông Nga ông nói thôi bây giờ các bạn cứ gửi vũ khí hạt nhân cho tôi đi, tôi sẽ hỗ trợ kinh tế cho các bạn, tôi sẽ bán dầu hỏa khí ga cho các bạn rẻ tiền, và tôi bảo đảm an ninh trật tự cho các quý vị. Nếu ai tấn công, ai quýnh các quý vị, tôi sẽ bảo vệ. Nói chung chung là như vậy. Thì Belarus và Ukraine và nhiều quốc gia trong khối Liên Xô cũ đã nghe những lời dụ dỗ này, và họ đã gửi tất cả những vũ khí hạt nhân của họ có cho đất nước Nga.
Và bây giờ thì Belarus đã không còn có vũ khí hạt nhân, nên là hiện bây giờ ông Nga ông gửi ngược trở lại. Vậy tại sao ông Tổng thống Lukashenko ông muốn có vũ khí và lời giải thích của ông? Ông nói rằng là NATO, phương Tây đã đưa ra cái kế hoạch tấn công vào đất nước của ông. Ông nói là người dân của ông đừng có đùa nha. Tôi biết rằng là phương Tây họ đang chuẩn bị. Và cái lý do mà chúng ta có vũ khí hạt nhân là để bảo vệ đất nước của mình. NATO sẽ chuẩn bị xua binh và tấn công chúng ta. Họ đang có cái ý định và cái mưu đồ của họ đã chuẩn bị từ lâu. Và chúng ta cần có vũ khí hạt nhân để bảo vệ. Thì đây là cái lời giải thích của ông Tổng thống Lukashenko. Nguyên thấy ông hơi bị dở hơi các quý vị. Thực tế là từ đầu cuộc chiến tới giờ, NATO họ vẫn tránh xung đột trực tiếp với Nga. Họ không, thực tế là họ không có hứng thú gì bước vào cuộc chiến tranh với Nga cả, vì cái đẳng cấp của họ và Nga nó đã chênh lệch. Nguyên đã nói rồi, khi đẳng cấp nó chênh lệch không ai muốn đụng độ hết. Cái chén kiển không ai đụng với cái chén mẻ bao giờ. Một cái quốc gia, cái nền kinh tế ổn định, sự văn minh phồn vinh không bao giờ hạ thấp xuống mình để đi đánh lộn với một kẻ ăn mày hết. Và cái điều đó họ không bao giờ, thí dụ là Bắc Triều Tiên, họ có lên tiếng, chứ thực tế họ không bao giờ đụng tới Bắc Triều Tiên, vì không đáng, vì không có cái gì để mà đụng, không có lợi nhuận gì cả. Và người Tây Phương họ đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu. Nên là vấn đề sự cáo buộc của ông Tổng thống Lukashenko là NATO đã chuẩn bị cái kế hoạch để mà xóa sổ Belarus đều là những cái cáo buộc vô căn cứ. Cái điều mà ông Tổng thống Belarus mà ông muốn có vũ khí hạt nhân là bởi vì ông muốn củng cố quyền lực và sức mạnh của ông để không bị lật đổ. Vì trong một cái bối cảnh chiến tranh Ukraine và Nga đang bắt đầu tiếp tục leo thang, thì lực lượng ở trong đất nước Belarus, điển hình Nguyên nói nghe, gần cách đây không lâu thì cái máy bay của Nga, máy bay mà trinh thám của Nga đó ở tại căn cứ quân sự của Belarus đã bị tấn công. Do ai? Là do công an hay là do cảnh sát Belarus đã làm việc này? Vì họ là những người hoàn toàn đối kháng với ông Tổng thống Lukashenko và cho đây là một ông Tổng thống độc tài, và đặc biệt là một Tổng thống, Nguyên dùng một câu khó nghe ha, là một Tổng thống bưng bô cho đất nước Nga và không có chủ quyền của đất nước. Nên là ông Tổng thống Lukashenko, ông ta biết rằng nếu quốc gia chúng ta có sở hữu vũ khí hạt nhân thì trước khi người ta muốn xen vào hay là ở trong nội bộ có sự đứng lên thì nó rất là khó khăn, vì người ta sợ là vũ khí hạt nhân có xảy ra những sự tai nạn mà không thể hàn gắn được. Nên là bây giờ có vũ khí hạt nhân đến Belarus chỉ là một biện pháp là củng cố quyền lực cá nhân của ông. Còn liên quan với đất nước thì chẳng có cái gì liên quan cả. Đó là bản tin liên quan đến ông Tổng thống Lukashenko. Nói về Tổng thống Lukashenko thì cho Nguyên nói về một bản tin ngày hôm qua, các quý vị cũng biết đó, là Tổng thống Putin đã ký xác lệnh về vấn đề quan điểm ngoại giao. Và đích thân chỉ trích thẳng đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là chủ mưu, là chùm xỏ, là đầu não, là tất cả tội lỗi và tất cả âm mưu đều là Hoa Kỳ hết. Nói chung chung là Hoa Kỳ là kẻ thủ phạm đã dẫn đến cái thảm họa ngày hôm nay. Bởi vì Hoa Kỳ nên là Nga mới bước vào cuộc chiến. Bởi vì Hoa Kỳ nên là vợ của Putin mới đau bụng. Bởi vì Hoa Kỳ nên là con Putin mới nhức đầu, vân vân. Cái gì cũng là Hoa Kỳ. Nói chung chung là như vậy. Hiện bây giờ chuyện gì xảy ra cũng là Hoa Kỳ hết. Và chính thức cáo buộc Hoa Kỳ là kẻ thủ phạm tất cả mọi sự việc này. Và ông ta còn cho rằng là phương Tây là một cái quốc gia chống đối đất nước Nga, là một cái quốc gia đang có những âm mưu xóa sổ đất nước Nga ra khỏi bản đồ. Và cái hành động của ổng là hợp lý, là đúng, là chân lý để làm sự việc này. Cái lý do mà ổng tấn Ukraine là quá trời hợp lý luôn, quá trời chân lý luôn, sai trái là của Mỹ thôi. Nói chung chung là như vậy các quý vị.
Thì cái quan điểm ngày hôm qua mà Putin đã ký thì nó nói chúng ta biết là giữa ban giao Mỹ và Nga ở trong một cái giai đoạn hoàn toàn bế tắc. À, chúng ta đã quay trở lại cái thời chiến tranh lạnh. Và đặc biệt là gần đây nhất thì mấy nhà báo của Mỹ đã bị bắt. Không phải một nha, mấy nhà báo của Mỹ đã bị bắt và cáo buộc với cái tội là gián điệp. Thì ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi thêm một lần nữa phía bên Nga phải thả ngay lập tức những phóng viên báo chí đang bị giam giữ bất hợp pháp do Nga đang làm. Thì hiện bây giờ cái tình hình ngoại giao của hai nước đang ở trong một cái giai đoạn tồi tệ trên cả tồi tệ. Mình phải nói thực tế là như vậy. Thì không biết cái biến cố trong tương lai xảy ra như thế nào. Đặc biệt thì Nga ngoài cái vấn đề mà đưa ra cái chiến lược ngoại giao và nhắm thẳng vào Hoa Kỳ, thì Nga cũng kèm kèm đó đã thí nghiệm vũ khí xuyên lục địa có đầu đạn hạt nhân để mà gửi một thông điệp cho Hoa Kỳ rằng là anh đừng có tưởng anh ở xa chúng tôi rồi chúng tôi bắn không trúng. Anh ở bất cứ nơi nào ở tại Hoa Kỳ, anh cũng trở thành tầm nhắm của chúng tôi. Ngoài cái lời nói với những cái lời phát biểu thì Nga cũng có những hành động cụ thể để chứng minh là khả năng của họ đe dọa được tới Hoa Kỳ. Thì ông Hoa Kỳ cũng đâu có chịu mà đứng im vậy. Thì ngày hôm nay Hoa Kỳ cũng bắt đầu là đem hỏa tiễn của mình để mà thí nghiệm. Thì hai bên bắt đầu là phô trương khí tài quân sự của mình, bắp thịt của mình là bên nào mạnh, bên nào yếu các quý vị. Và tất cả là Hoa Kỳ cũng bắt đầu là kích hoạt cái vấn đề mà thí nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa của mình. Thì hiện bây giờ thì chúng ta, Hoa Kỳ đã có thí nghiệm nhưng cái số lượng rất là ít so với những quốc gia khác, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Và chúng ta cũng không biết được là cái khả năng hỏa tiễn của Hoa Kỳ nó lớn mạnh cỡ nào, bởi vì thông tin về hỏa tiễn của Hoa Kỳ nó khá là ít. Còn phía bên Nga thì chúng ta đã thấy rõ được hết tất cả những sự tiết lộ bí mật của họ. Trong một cái giai đoạn mà cực kỳ là căng thẳng như thế này, thì chính phủ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết hỗ trợ cho Ukraine đến ngày chiến thắng. Hoa Kỳ vẫn không buông bỏ và Hoa Kỳ đã từng liên minh với Canada vừa qua và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine đến giây phút cuối cùng. Đâu là giây phút cuối cùng? Đâu là cái kịch bản kết thúc chiến tranh là một cái câu hỏi mà cả thế giới bây giờ đang cần thiết và người ta muốn biết. Vì cái cuộc chiến tranh này là cái cuộc chiến tranh nó hao mòn về kinh tế trên cả toàn cầu. Thì ngày hôm qua lời phát biểu của ông tướng Mark Lene, đó là tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, đã trả lời trước báo chí, thì ông ta có đem một cái quan điểm của mình về tình hình sự chừng nào kết thúc chiến tranh. Thì trong cái diễn đàn của chúng ta thì Nguyên đã từng làm nhiều lần cái khảo sát để mà chúng ta biết là cái quan điểm của chúng ta nhìn thì phần lớn các quý vị là cho rằng cuối năm nay là cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt. Đó là một cái điều mà Nguyên nghĩ là ai trong chúng ta cũng chờ đợi cái điều này hết. Thực tế là Nguyên đang chờ đợi cái điều đó. Nguyên đang chờ đợi mà Ukraine là hết chiến tranh là Nguyên bay qua bên Ukraine, Nguyên hốt. Thực tế là như vậy đó, bay bên bển là hốt liền. Hết chiến tranh một cái ký hòa bình là bay bên Ukraine là hốt. Hỏi hốt làm gì? Hốt bom về nổ chơi chứ không gì hết á. Nó thực tế là nói chung là ai cũng muốn cuộc chiến tranh này nó chấm dứt và người ta cũng muốn là biết chừng nào nó kết thúc cuộc chiến và nó đang quá kéo dài một thời gian quá lâu rồi. Thì cái điều mà bất hạnh cho chúng ta đó là ông tướng Mark Lene, ông ta nói rằng là theo ổng nói của chú và anh chị em, theo ổng nói là từ đây tới năm 2023, cuối năm 2023 thì cái cơ hội rất là mỏng manh, rất là nhỏ, Ukraine có đủ khả năng đuổi hết tất cả lực lượng Nga ra khỏi đất nước. Vậy là theo ông tướng Mark Lene là cuộc chiến tranh này nó sẽ không chấm dứt vào cuối năm 2023. Cái điều này là cái điều mà nó thực tế chúng ta là nghe cái tin này không là Nguyên sẽ cảm giác khá là buồn. Vì nếu mà là một người chuyên gia nào đó hay là Nguyên nói là không
chúng ta có nghĩa là chúng ta không phải cần thiết phải bận tâm. Nhưng đây là tướng lãnh chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ đang còn nhậm chức. Đang còn nhậm chức có nghĩa là thông tin ông ta nhận được và những cái đánh giá của ông ta nó cực kỳ là chính xác. Và ông ta cho rằng là từ đây tới cuối năm 2023 thì vấn đề mà binh sĩ của Nga vẫn sẽ còn ở trên lãnh thổ của Ukraine. Ở chỗ nào thì chúng ta không biết, nhưng vẫn còn. Mà các quý vị cũng biết là cái quan điểm của Ukraine là gì. Trước khi có ký kết hòa bình, họ phải đánh lùi kẻ địch rời khỏi lãnh thổ của mình, cả luôn cái đảo Crimea. Thì nếu một ngày nào đó còn binh sĩ của Nga hiện diện trên lãnh thổ của họ thì ngày đó vẫn sẽ không có hòa bình. Nên là cái lời công bố của tướng Hoa Kỳ ngày hôm nay đã dấy lên một sự lo lắng, rất là lo lắng cho nhiều quốc gia. Họ đang muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt. Khi cuộc chiến tranh này chưa thấy cái hồi kết thì bị ông tướng Marlene tạt một cái gáo nước lạnh vào. Và bây giờ thì họ phải tỉnh giấc, phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài. Có thể là nếu mà lời của tướng Marlene nói chính xác, có thể là cuộc chiến tranh này còn kéo dài chắc là thêm vài năm nữa. Cái điều này hơi bị mệt, đặc biệt là cho những nhà đầu tư và kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới. Các quý vị chắc là tiệm nail nè, tiệm phở nè, tiệm cắt tóc, tiệm này, tiệm kia, thấy cỡ này là bà con cô bác là người ta ít ăn xài. Cả Nguyên đi du lịch vừa qua, Nguyên thấy cái gì nó cũng đóng cửa rất là nhiều. Cả tóc của Nguyên ngày xưa là một tháng cắt một lần, bây giờ Nguyên quất 3 tháng cắt một lần luôn. Hà tiện được bao nhiêu thì mình hà tiện, thí dụ gì đó. Nên là nền kinh tế nó bắt đầu suy sụp. Suy sụp càng ngày nó càng nặng. Nó suy sụp càng ngày nó càng nặng. Và càng ngày mình càng cảm giác được rằng là nếu tiếp tục kiểu này thì chết rồi. Không biết chuyện gì có chết hay không, mà cảm giác là bao tử chúng ta nó sẽ bị có vấn đề đó. Nên là đó là tình hình lời phát biểu của tướng Marlene của ngày hôm qua mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ một bản tin liên quan đến lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Các quý vị cũng biết là tình hình đất nước Pháp của Nguyên hiện bây giờ đang rất là bất ổn. Vì cuộc xuống đường biểu tình về chống đối cái đường lối của Tổng thống Macron về vấn đề cải cách, về vấn đề lương hưu. Thời điểm về hưu mới đúng hơn. Thì đất nước Pháp đang ở trong một cái giai đoạn mà kêu là chính trị khá là phức tạp. Thì Tổng thống Macron ngày hôm nay có phát biểu về vấn đề của Ukraine. Ông ta chia sẻ như thế này. Ông ta nói rằng là tôi cho rằng Putin đã nhắm mắt làm ngơ với những tội ác chiến tranh mà do binh sĩ của Nga đã làm cho Ukraine. Và tôi còn cảm nhận rằng là Putin không phải chỉ nhắm mắt làm ngơ không, mà còn thúc đẩy họ làm sự việc này. Các quý vị cũng biết là gần đây nhất thì vấn đề tội ác chiến tranh người ta nêu lên rất là nhiều. Tòa án quốc tế sẽ mở một cái văn phòng tại Ukraine. Rồi cái hồ sơ tội ác chiến tranh nó lên tới mấy ngàn hồ sơ, 7.000 mấy hồ sơ. Rồi lý do mà ông Putin, ông bị mà lệnh truy nã do tòa án quốc tế là bởi vì liên quan đến bắt cóc trẻ em. Cái tội bắt cóc trẻ em nó rất là nặng các quý vị. Và cái số lượng bắt cóc trẻ em ngày hôm nay nó đã tăng lên. Đầu tiên nhất thì qua lời phát biểu của bà chủ tịch Liên minh châu Âu đó là 16.000 mấy trăm. Và bây giờ cách đây vài ngày, phía bên Ukraine đã công bố con số chính thức là 19.000 mấy trăm trẻ em đã bị Nga bắt cóc. Mà hiện bây giờ chỉ có 370 trẻ em mới trở về nước. Gần 20.000 trẻ em đã bị Nga bắt đi trong cái thời gian một năm vừa qua. Và hiện bây giờ thì cái nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để đem những trẻ em này trở về với gia đình của mình, với phụ huynh của mình, với cha mẹ của mình mới chỉ có 370 trẻ em mà thôi. Nên là vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh, đặc biệt là vừa qua là để tưởng nhớ một năm tàn bạo của Nga ở tại thành phố Bucha, và Tổng thống Zelensky đã có sự hiện diện và có nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Thủ tướng Sloven, có Thủ tướng Skopta và nhiều nguyên thủ quốc gia khác đã đến ở tại Bucha cùng để tưởng niệm cái sự việc thảm họa đã xảy ra. Thì người ta mới nhắc lên nhiều về vấn đề tội ác chiến tranh.
Chỉ có điều là Tổng thống Pháp của Nguyên nó lạ đó. Ông đây là ông chỉ trích thẳng Putin. Ông nói rằng là ngoài Putin nhắm mắt làm ngơ, và tôi còn nghi ngờ rằng Putin còn thúc đẩy cho họ làm những sự việc tội ác này. Đấy, bữa nay không biết Tổng thống Pháp của Nguyên lại có cái suy nghĩ gì thay đổi. Nhiều khi theo dõi mấy ông Tổng thống này cũng mệt lắm các quý vị. Hồi thì ổng như về, cái hồi ổng như khác. Giống như Nguyên cảm giác Tổng thống của Nguyên là giống như là cỏ mọc đầu tường vậy đó. Gió chiều nào ổng đi theo chiều đó vậy đó. Bữa thứ hai thì gió phía đông, bữa thứ ba thì gió phía tây, bữa thứ năm thì gió phía bắc. Ổng cứ nghiêng bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, ổng cứ làm lộn xộn chừng nào vậy đó. Nguyên theo dõi lời phát biểu của ổng không, Nguyên cũng hơi bị mệt. Không có một cái lập trường nào nó rõ nét hết. Nên là đây là lời phát biểu của Tổng thống Pháp ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Tình hình của đất nước Pháp với cái chính trị của Pháp đang vô cùng khó khăn, và đặc biệt là chính phủ của Macron có thể bị là hoàn toàn bị dân kéo xuống nước. Nhưng mà về lập trường hỗ trợ cho Ukraine, Pháp vẫn giữ nguyên như cũ. Không có cái gì thay đổi, Pháp vẫn sát cánh cùng Ukraine đến ngày chiến thắng. Đó là bản tin liên quan đến Pháp. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật bản tin liên quan đến Liên minh châu Âu, đặc biệt là bà chủ tịch Ursula von der Leyen. Các vị cũng biết là Liên minh châu Âu vừa qua thì là một cái liên minh, chúng ta đều biết là cái liên minh kinh tế, không có liên quan đến quân sự gì cả. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga thì họ đã đóng một cái vai trò quân sự trong đó. Họ đã hỗ trợ cái số tiền là mấy chục tỷ cho Ukraine về vấn đề vũ khí. Đây là lần đầu tiên từ lúc Liên minh châu Âu thành lập. Cái lý do mà bà Ursula von der Leyen, bà ta đã từng giải thích rất là nhiều lần tại sao chúng ta là một cái tổ chức kinh tế mà tại sao chúng ta xen vào quân sự, là bởi vì an ninh trật tự của chúng ta đã bị tiêu hủy. Sự xâm lược của Nga và Ukraine nó ảnh hưởng đến cái sự an ninh của chúng ta. Nên là vấn đề hỗ trợ cho Ukraine đó là vấn đề bắt buộc. Bà ta phải dùng là chữ bắt buộc. Nên là chúng ta không còn đường lựa chọn nào khác là bảo vệ Ukraine hết. Nên chúng ta đã hỗ trợ cho Ukraine về vấn đề cho Ukraine tiền bạc để mua vũ khí, hay chúng ta mở gần đây là 2 tỷ Mỹ Kim để mà tạo ra những hãng xưởng sản xuất vũ khí cung cấp cho cuộc chiến tranh này. Thì cái điều mà bà Ursula von der Leyen bà nêu lên ngày hôm nay, bà nêu lên một cái vấn đề khác, đó là vấn đề ngoại giao với Trung Quốc. Bà Ursula von der Leyen đã đem vấn đề Ukraine và Nga đã trở thành một cái vấn đề đàm phán. Thì Nguyên đã có từng phân tích là Trung Quốc đã trở thành một cái quốc gia có lợi nhuận nhiều nhất ở trong cuộc chiến tranh này. Lợi nhuận về kinh tế, lợi nhuận về vị thế, lợi nhuận về ngoại giao. Trung Quốc là cái quốc gia hưởng lợi hoàn toàn cái cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến tranh này Trung Quốc đã thắng toàn tập, tập Cảnh Bình đã thắng toàn tập. Putin chỉ là cái cục đá lót đường để cho tập Cảnh Bình giảm đạp để bước lên cao hơn mà thôi. Putin bây giờ chỉ là cái thềm ở trong cái giải Oscar. Và người thắng cuối cùng cái giải Oscar này hiện bây giờ là ông tập Cảnh Bình. Vì bây giờ thì sao? Liên minh châu Âu muốn tạo cộng tách rời ra khỏi Nga thì Liên minh châu Âu phải bắt buộc trao đổi. Liên minh châu Âu đã bắt buộc trao đổi. Nên là bà Ursula von der Leyen bà nói là chúng ta đã hiểu được sau khi cái khủng hoảng của dịch bệnh, sau khi cái khủng hoảng của chiến tranh ở tại Ukraine và Nga, chúng ta đã lệ thuộc quá nhiều về những quốc gia lớn, trong đó có Trung Quốc và có Nga. Nên chúng ta phải cải cách lại để chúng ta không thể thiệt hại. Nhưng chúng ta cũng không thể nào tách rời hoàn toàn ra khỏi Trung Quốc. Vì nếu tách rời ra khỏi Trung Quốc bây giờ thì chúng ta không có lợi và không ai có lợi cả. Và chúng ta vẫn tiếp tục mang giao với Trung Quốc, nhưng phải coi cái thái độ của Trung Quốc về tình hình chiến sự Ukraine như thế nào. Đây là cái thông điệp của bà Ursula von der Leyen, bà ta nói với Trung Quốc là tôi sẽ mang giao tiếp tục với anh, tôi và anh hai bên đều có lợi. Tôi không thể tách rời anh ra được cái điều này. Nhưng tôi phải coi cái thái độ các anh như thế nào.
thái độ của anh ra sao, về cái anh ứng xử về tình hình chiến sự giữa Ukraine và Nga. Nếu các anh hỗ trợ cho Nga thì vấn đề ban giao giữa tôi và các anh sẽ chấm dứt, và ngược lại anh phải hứng chịu những lệnh trừng phạt đến từ chúng tôi. Tôi ép các anh phải có một cái vai trò đứng đắn trong cái vai trò xâm lược của Nga. Tôi mong anh lên tiếng về vấn đề chủ quyền của đất nước Ukraine. Thì có thể là cái gì? Có nghĩa là bà Ursula von der Leyen bà đem ra trao đổi. Bà nói bây giờ muốn tiếp tục ban giao tốt đẹp. Trong thời gian vừa qua thì Liên minh châu Âu họ đã giảm bớt rất là nhiều về lệ thuộc đến từ Trung Quốc. Hàng hóa của Trung Quốc họ đã tăng thuế má lên vân vân và vân vân. Họ đã hạn chế tối đa. Thì bây giờ bà Ursula von der Leyen đó, bà nói bây giờ anh Trung Quốc anh muốn làm ăn tiếp tục với tôi một cách tốt đẹp thì anh phải có những hành động cụ thể và anh phải lên tiếng một cách minh bạch, đàng hoàng về trong cuộc chiến, và anh không nên tham gia vào giúp đỡ cho Nga. Thì Trung Quốc lại có lợi. Thì tại sao Nguyên nói là cái cuộc chiến tranh này càng kéo dài chừng nào ở trên mặt trận chiến trường thì cái người có lợi nhiều nhất là ông Trung Quốc. Trung Quốc có lợi về kinh tế. Thứ nhất là thị trường của Nga, tất cả quốc gia trên thế giới phần lớn đã rời khỏi. Nguyên làm biến nêu lên McDonald's, H&M, rồi bây giờ gần đây là Walmart Lang, rồi tập đoàn xe hơi Volkswagen, đủ thứ tập đoàn xe hơi, rồi tập đoàn hàng ngàn cái tập đoàn đã rời khỏi. Thì ông Trung Quốc ổng bước vào tập đoàn Apple, rồi tập đoàn này tập đoàn kia, rồi tất cả thì ông Trung Quốc ổng vào thị trường, ổng vào có nghĩa là ổng kiếm được tiền, ổng bán ở chỗ đó. Ổng thầu ở đó luôn, ổng bây giờ là hình như là chủ ở chỗ đó luôn. Thì ổng kiếm được tiền. Đó là đầu tiên nhất là về. Sau đó thì Nga cần mượn tiền, ổng phải cho mượn với cái lãi. Nga cần mua những cái vật liệu thì ông ta bán với cái những vật liệu, đặc biệt là cái giá cả đắt đỏ hơn vì Nga không còn lựa chọn. Nên là vấn đề kinh tế thì Tàu Cộng là người có lợi nhất trong cái cuộc chiến tranh này. Vấn đề vị thế, vị thế là ngày xưa Nga là một cái quốc gia đàn anh, có nhiều quốc gia đàn em bao vây, giống như là Kyrgyzstan, rồi Pakistan, rồi cái gì tăng tăng đó các quý vị, nhiều lắm, Kyrgyzstan, rồi Belarus, rồi Slovenia, rồi những cái quốc gia, rồi Hungary, rồi những cái quốc gia mà thân Nga đều là bao vây Putin hết. Nhưng là đại ca Putin đã không đủ mạnh nữa rồi. Nên là hiện bây giờ những quốc gia đó đổ xô ôm chân đại ca mới, đó là Tập Cận Bình. Điển hình là Belarus cũng sắp cái mông qua bên bển để nịnh bợ ông Tập. Còn hàng loạt những quốc gia liên minh với Nga là bỏ hợp đồng với Nga, hợp đồng khai thác dầu quả, hợp lần khai thác mỏ với Nga, bỏ hết. Bỏ hết. Chạy ra khai thác với tàu. Vì Nga không vững chắc nữa. Nga có thể sụp đổ lúc nào không ai biết. Đất nước Nga có thể thay đổi, Putin có thể mất tích một cách lạ kỳ mà cũng chẳng ai biết. Nên là cái vị thế của Trung Quốc lại thêm một bậc. Và cái lợi nhuận đó là lợi nhuận ngoại giao và ban giao. Cuối tuần, điển hình. Điển hình cụ thể luôn là Liên minh châu Âu đã trao đổi vấn đề ban giao và ngoại giao. Anh làm ăn với tôi thì tách rời Nga ra. Vì có cái đó thì Trung Quốc lại kiếm lợi nữa. Trung Quốc sẽ đặt cái điều kiện cho Liên minh châu Âu. Nếu anh muốn tôi tách rời ra khỏi Nga thì anh phải cho tôi điều kiện. Với Mỹ cũng vậy. Gần đây thì các quý vị cũng thấy là mấy ông Mỹ ổng rất là nhẹ nhàng với Nga. Cỡ này Mỹ nhẹ nhàng với Nga lắm. Nga bây trời ơi. Cái chuyến đi của bà Thái Anh Văn chỉ có quá cảnh thôi. Mà ông Trung Quốc ổng làm giống như là động đất vậy đó. Nhưng Mỹ thì sao? Im phăng phát. Mỹ bây giờ cũng không dám chọc giận Nga vì sợ chọc giận Nga, xin lỗi, chọc giận Trung Quốc thì Trung Quốc lại hỗ trợ cho Nga. Nên là ông Tập ổng thắng toàn chuyện. Nguyên lúc nãy thấy cái comment là không thấy thông tin về Bakhmut. Ở thực tế Bakhmut nó không có sự thay đổi lớn của chú và anh chị em. Thì mấy ông Wagner đó, mấy ổng muốn lấy Bakhmut, rồi ổng bị quất, rồi mà ổng nằm im tại chỗ. Thì mấy ngày gần đây thì vẫn có giao tranh ở tại khu vực Bakhmut.
thì là cái nơi Bakhmut vẫn là cái nơi Nguyên kêu là cái nơi nghĩa địa của binh sĩ. Và cái vấn đề mà người ta nói là cái nơi là những nơi thiêu thân, tất cả binh sĩ vào đó đều chui vào cái đống lửa, là có một đi không trở về. Nên là mấy ông quất, ông bị quất quá nặng nề, thì bây giờ ông im hơi lặng tiếng, ông đâu có nói cái gì nữa đâu. Prigozhin đã nói là không có lấy Bakhmut được bây giờ rồi. Nên là cái chiến trường ở tại Bakhmut vẫn có, vẫn giao tranh, vẫn pháo kích, nhưng cái số lượng nó rất là ít so với từng mấy tuần trước. Mấy tuần trước thì có thể là một ngày Nga tấn công 20 lần ở tại khu vực Bakhmut, gửi những tiểu đoàn, trung đoàn gì đó đi sâu vào tấn công, rồi đánh lùi, tấn công, đánh lùi. Bây giờ một ngày cao lắm một lần, hai lần, đã giảm bớt rất là rõ nét với cái khả năng để mà tấn công Bakhmut. Nên là Bakhmut vẫn là một cái chảo lửa, nhưng nó không còn nóng giống như trong những tuần vừa qua. Nên là các quý vị không nghe nữa là chuyện bình thường. Chừng nào mà Wagner lùi binh hoàn toàn rút khỏi những khu vực gần Bakhmut 50 cây số thì nó mới có chuyện nói, hay là Ukraine thất thủ thì mới chuyện nói. Còn bây giờ không đánh gì hết, hai bên cứ cầm cần pháo qua pháo lại, pháo tới pháo lui, thì báo chí nó cũng đâu thèm viết làm gì, vì nó không có những sự đột phá. Vì hiện bây giờ ở Bakhmut là cái điểm chết, có nghĩa là hai bên đều mệt mỏi, hai bên đều tổn thất nặng nề và không ai muốn tiếp tục đánh cả, nhưng mà không được quyền lùi binh. Gần đây nhất thì Nga, 20 binh sĩ của Nga bịt mặt đã đưa lên tiếng là họ bị ép và đưa vào trong mặt trận ở tại Bakhmut, và khi họ tấn công thì họ bị tổn thất nặng nề. Cái lữ đoàn của họ 130 mấy người và khi họ lùi binh chỉ còn 20 người, thì họ xin phép quay trở lại cái nơi phòng thủ của mình thì đã bị lực lượng chính bản thân của Nga chỉ súng vào họ, và họ đã lên tiếng cái điều này. Nhưng mà ở Bakhmut vẫn chưa có những sự đột biến gì mới cả, nhưng có thể vài ngày nữa thì khác nha. Chiến sự nó thay đổi không ngừng các quý vị, nên là trước chưa khi có những cái gì mà nó quá rõ nét thì Nguyên ít có khi nào cập nhật, vì Nguyên sợ là các quý vị ôi trời ơi, nghe thằng Nguyên nó mới nói đây là Nga lấy Bakhmut rồi, cái 2 tiếng đồng hồ sau thì Ukraine đánh bật trở lại, ô thằng này nó xạo. Cái này Nguyên rất là sợ, vì chiến trường nó thay đổi không ngừng, một tiếng đồng hồ trước, một tiếng đồng hồ sau, nó đã có sự mới mẻ, nó thay đổi rồi. Nên là nếu mà Nguyên đưa kiểu đó là Nguyên dễ bị sự khiển trách của các quý vị, thông cảm cho Nguyên, vì nó thay đổi không ngừng. Thí dụ Nguyên nói nha, cách đây một tuần trước thì cái nhà máy gang thép ở tại thành phố Bakhmut, nó có một nhà máy gang thép và có nó nhiều tầng lắm, nó rất là sâu ở dưới. Thì trong đó thì có lực lượng Wagner có khoảng tầm 7 người, họ đã trà trộn vào trong và họ cắm cái lá cờ Wagner, cái họ chụp một tấm hình, họ làm một cái đoạn video, họ nói là tôi lấy được cái nhà máy gang thép rồi. Họ nói được, đúng là lúc giai đoạn đó đứng thật. Chưa đến 2 tiếng đồng hồ sau thì lực lượng Wagner phải bị tấn công ngược trở lại và họ chạy mất dép. Nên là những cái nguồn tin như vậy thì tạm thời thì Nguyên không dám chia sẻ. Nguyên đợi khi nào cái mặt trận nó ổn định và chúng ta thấy rõ được là Ukraine đã có sự phần thắng hay là Nga đã chiếm đóng thực tế thì Nguyên mới cập nhật. Điển hình ở Kherson cũng vậy. Cách đây không lâu thì Ukraine đã bắt đầu qua sân đi vào 3 ngôi làng ở phía bên Nga quản lý. Thì đi được không bao lâu thì bị Nga đánh bật trở lại, rồi quay trở lại cái căn cứ của mình phòng thủ. Nên là khó đoán lắm các quý vị. Chỉ có một cái điều là như thế này, sự phản công nó sẽ bắt đầu vào tháng 4. Tháng 4 sẽ là bắt đầu sự phản công, đặc biệt là những cái vũ khí mà do NATO và phương Tây hỗ trợ, nó đã đến gần đầy đủ. Cả Tây Ban Nha, của Ba Lan, của Đức, của Ý, cả Slovakia, máy bay, hệ thống phòng không Patriot, v.v. Và những lực lượng của Ukraine được đào tạo, huấn luyện từ nước ngoài cũng đã trở về nước. Có nghĩa là Ukraine bây giờ họ đã đủ vũ khí, nhân lực, tiền bạc để đưa ra cái kế hoạch phản công.
Và phản công như thế nào, đó là cái điều mà Nguyên đã từng tâm tình và chia sẻ, và Nguyên đang chờ đợi. Theo những cái báo cáo gần nhất là Ukraine tấn công hai mặt trận. Hai mặt trận. Mặt trận ở dưới thành phố Melitopol và một mặt trận ở thành phố Zaporizhia, trên đó chút xíu, để cắt đôi và cô lập thành phố Zaporizhia ra và để chia cắt cái khu vực mà do Nga quản lý làm ba đoạn. Đây là cái chiến lược mà được tiết lộ ra bên ngoài là như thế. Thì Nguyên cũng không biết là họ có thực thi được hay không, thì cái điều này chúng ta không khẳng định. Nhưng mà hiện bây giờ cái chiến lược của họ là trong những ngày kế tiếp họ sẽ tấn công vào hai mặt trận để cắt cái nơi mà Nga quản lý thành ba khúc, và họ chiếm cái khúc chính giữa. Họ sẽ chiếm cái khúc chính giữa, đó là cái khu vực Melitopol Zaporizhia, để tách rời khu vực Donbass và Kherson ra, và họ có thể tiêu hủy cái cầu, cái đảo Crimea, và từ lúc đó họ mới tấn công vào Kherson. Tất cả cái kế hoạch và kịch bản của Ukraine đã được rò rỉ ra bên ngoài rất là tỉ mỉ. Và họ có thực thi giống như cái kế hoạch hay không thì hiện bây giờ chẳng có ai biết được, đánh mới biết được. Nhưng mà cái kế hoạch và cái chiến lược của họ đã có, các quý vị, đã có. Và họ còn đặt ra những mục tiêu rất là lớn lao. Là mùa hè giải phóng miền Nam, cuối năm đuổi kẻ địch trở về nước hết. Cuối năm là đuổi kẻ địch trở về đất nước hết. Đó là cái điều mà họ đang mong đợi. Thì mình cũng cầu nguyện cho họ thành công. Vì họ thành công thì sẽ có hòa bình. Có hòa bình thì nền kinh tế nó sẽ quay trở lại một cách ổn định. Các quý vị sẽ bắt đầu buôn bán làm ăn phát đạt rồi vân vân, đời sống lạm phát sẽ hạ xuống. Nên là cuộc chiến tranh kết thúc thì các quý vị cũng hưởng lợi với khi chúng ta tìm lại thấy hòa bình. Nên là mình cũng mong là Ukraine đạt được mục tiêu cuối năm. Đừng cho cái lời phát biểu của ông tướng Maklele là sự thật. Mong là cái phát biểu của ông không đúng. Mong là như vậy các quý vị nha. Mong là cái lời phát biểu của ông không đúng. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề chiến sự và tình hình chiến sự của ngày hôm nay. Một bản tin ngoài lề mấy ngày hôm nay khá là tranh cãi. Đó là vấn đề của Thế vận hội. Hiện bây giờ vẫn chưa có ngã ngũ về vấn đề của Thế vận hội. Tuy rằng là phía bên tổ chức Thế vận hội Olympic á, họ đồng ý Belarus và Nga có tham dự, nhưng hiện bây giờ còn bị đang chống đối, phản bác rất là nặng nề. Nhưng có tin vui cho Nga, đó là cái tổ chức đánh tennis ở tại Anh Quốc, họ đã chính thức đồng ý cho Nga có sự hiện diện và cả luôn Belarus. Trong những ngày đầu cuộc chiến, những tháng đầu cuộc chiến thì cái tổ chức đánh tennis họ đã loại trừ Nga ra khỏi rất là nhiều. Nhưng bây giờ ở tại Anh Quốc thì cái quốc gia các quý vị cũng biết là chống đối Nga nhiều nhất, nhưng vấn đề thể thao thì họ đã cởi mở. Đây là tin vui cho đất nước Nga. Ngày hôm nay là vấn đề tennis, đó, cầu vợt của chú anh em phải không? Việt Nam tennis là gì? Là cầu vợt, phải không các vị? Nhiều khi mấy cái từ ngữ này Nguyên ít có sử dụng nên là Nguyên dịch sợ không có đúng chính xác. Và một bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay mà báo chí của mấy bác đảng Việt Nam đưa rất là nhiều. Trên trái đất này 33% dân số ủng hộ cho Nga. Vỗ tay các quý vị. Hiện bây giờ trái đất chúng ta có 7 tỷ người. Họ nói là có 33%, có nghĩa là trong đó gồm luôn có những cái quốc, có những dân mà đứng về trung lập, cũng là họ cho là ủng hộ cho Nga, đã không lên tiếng về vấn đề Ukraine là ủng hộ. Và họ cho là 33% dân số. Wow, mình phải vỗ tay chứ. Họ ca ngợi, thấy chưa, thấy chưa. Cái sự nỗ lực của phương Tây cô lập đất nước Nga đã hoàn toàn thất bại. 33% dân số trên thế giới đứng về phía Nga. Họ nói dân số chứ họ không nói đất nước. Họ nói dân số các quý vị.
Chúng ta có 8 tỷ người mà ông Tàu hết 1 tỷ mấy rồi. Cộng thêm ông Ấn Độ, ông đứng trung lập thì cũng tính ông vô, ông cũng 1 tỷ mấy nữa. Hai ông không là 2 tỷ mấy rồi. Ha, chưa nói ông Việt Nam 100 triệu, ông Malaysia rồi xong rồi đó, đủ rồi đó. Bốn ông này nhập lại là gần 33% dân số rồi. À, chưa nói mấy cái quốc gia lặt vặt ở tại châu Phi nữa là đủ rồi. Là đủ 33% dân số rồi. À thì họ nói, thì họ lấy cái chánh phủ họ nói chứ người dân Việt Nam chúng ta không có ủng hộ các như vậy nha. À có chứ, cũng có số lượng số lượng mà mấy bác là đầu óc không thông mà xách bọc ni lông cũng nặng cũng có các vị. Mà cái số lượng nó nhỏ thôi. May là như vậy đó. Chứ mà ai cũng xách bọc ni lông cũng nặng là mệt lắm á. Lúc đó là mệt đó. Nguyên nói cho nghe nha, là Covid đáng sợ nhưng có vaccine. Covid đáng sợ nhưng có vaccine. Nhưng cái bệnh kia mà nó cắn một cái là không có vaccine đâu nha. Nó mà hút một cái là xong. Cỡ này nó hút nhiều lắm. Thông tin Việt Nam nó bị hút nhiều lắm. Chứ bị cắn nhiều lắm. Nên là cái đó nó không có thuốc trị đâu. Hiện bây giờ vẫn chưa có thuốc trị điều đó. Và chưa biết là nó có bị lây hay không là còn là một chuyện khác nữa. Cũng giống như đó, zombie vậy đó. Không biết được các vị. Nên là vaccine thì có thuốc trị. Covid thì có vaccine trị. Nhưng mà bệnh đó thì không có đâu nghe. Nên là cái số lượng mà đầu óc không thông đó, nó cũng coi là con số ít là may đó. Chứ mà nhiều quá là Nguyên chịu sao nổi. Vô diễn đàn của Nguyên đưa ra những quan điểm mà mình cái cảm giác là mình thấy cảm giác là làm sao đổ mồ hôi hột đó. Thôi, Nguyên ngừng chương trình ở đây. Và Nguyên không quên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị trong một cái giai đoạn mà kinh tế khó khăn. Cảm ơn mọi người. Bye bye của chú anh chị. Xin em hãy
tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn án phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Vì nếu chúng ta không bắt chúng phải chết thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống được còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để chúng ta thành một biển người, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn